Chịu rồi. Lắp đuôi. Con này 6 mét. Bây giờ lôi ra để làm đuôi. Đấy anh em nhìn chưa, diều 6 mét đấy. Bây giờ còn lôi cái đuôi ra nữa. Đấy các bạn nhìn chưa, to chưa. Đây dây thả còn 6 mét này. Treo lên. Anh em nhìn dây rồi. Đấy, phải dây này mới thả được. Cái loại dây bé không thả được đâu. Đây dây lèo nó đúng không. Dây lèo đây đúng không. Đấy dây lèo này. Em cầm bổ đuôi ra. Cho hai thằng răng ra đuôi ra. Đấy. Đấy. Thần dẫm vào dây rồi sao đấy. Đây. Đuôi 2 mét đây. Đấy. Vậy to ngang con diều. Cầm anh cái. Cầm anh cái. Dơ hẳn lên. Cơ cao lên nào. Đấy quả đuôi ấy. Của nó 2 mét đấy. Này hôm nào phải chắc phải gió phải bão mới đem thả ra con này. Hôm nay giáp quả này vào rồi. Chưa có gió để đi thả đâu. Cao nhờ. Vãi đái. Này cao lắm. Tư thế lại thì đéo đu được. Cái này đứng lên ghế mới ra mới đu được diều. Đây, đuôi đây các bạn. Mới cuốn được cái đầu lan này. Đấy, đầu cắm đấy. Đấy, nhìn nhé. Đuôi của nó đấy. Từ từ. Rồi, chốt. Nó lên đây được. Nó lên đây được. Không phải kéo lên cái đoạn đầu ấy là nó bị lỗi. Kéo lên nó không càng nó hơn. Càng đét. Xong cái đuôi nhá. Đấy bây giờ chốt đầu vào. Nghe hơi dài đấy. Đây quả lên quả khung 6 mét xong rồi đây các bạn. Bây giờ sửa sang lại một tí cho nó đẹp. Trăng hẳn sáo lên cho nó ấy chứ nhỉ. Test thử luôn. Trăng hẳn thử lên luôn. Đây sáo của nó đây các bạn này. Đây quả sáo này. Đây. Đấy. Đấy sáo của nó đây này. Sáo đây các bạn nhá. Quả sáo đấy của nó. Để lắp một quả diều 6 mét đấy. Đây quay sang đây. Mày chống cái cho anh tổng sáu cái này để anh chống cái nào cắm vào tổng sáu rồi. Đây cầm bên này nhưng mà bây giờ cắm sáu vào thử xem. Gió máy này thì chắc là chỉ lắp lên gọi là dựng lên cho nó đẹp thôi. Trời ơi, im như tít. Nắng này. Khung giữa của nó là sẽ lắp tạm bằng cái khung carbon. Tại vì khung tre ở giữa là đang đợi tre và khô ấy, đang bắt đầu mới làm cái khung giữa sau. Nên là hiện tại bây giờ lắp để chơi thì bây giờ lắp tạm cái khung carbon giữa vào. Ở đây thì có khung này vẫn là tre rồi này, khung này là tre rồi. Rồi
chơi tạm lắp khung carbon vào. Không cái chưa khô nên là đấy. Đây là full 6m là toàn tre đấy nhá. Đây gọi là chơi trước rồi đấy. Lắp này ở đây chúng tôi không chơi carbon, không chơi carbon đâu. Chờ khung cái giữa khô thì mới ấy vào. Thì hiện tại giờ thì lắp tạm cái khung này vào thôi, chứ không lên mọi người để nhìn thấy cái khung này đã đầy tất tre, bây giờ tự nhiên lại nảy nòi ra cái khung giữa carbon này. Khung carbon này là không chơi bão được. 6 á? Rồi đấy, chốt cứ buộc cái đấy đi. Ôi, hơi căng quá, nhả bớt ra tí. Rồi ok, thế rồi, ôi bôi. Mấy thằng ra dựng lên xem nào. Ra dựng lên hộ anh xem nào. Đây. Giữ chân giữ tay. Mấy anh trước làm hết. Đấy. 6m đấy. Giao thả ruộng á? Ờ, dưới đấy hết đấy. Trong đây có, à, có cái USB tí cóp cho. Đây. Bây giờ chiếu, nhìn này. Đức nhìn đây, quay đây. Ôi, đấy, này. Này thì 6 mét này, thì mẹ cái loại này lên á, bây giờ á, cứ gọi là chỉ để ngắm thôi. Sao lại để ngắm, kêu làm ra để thả nha. Để thả thì sẽ, nhưng bây giờ gió đâu. Bây đấy, giờ 6 mét đấy. Có lúc, 6 đây này. Đấy. Đấy, cánh kia các thứ là căng đét nhỉ. Mẹ khung. Ok. Ở đây video này mình quay cho các bạn xem là lên khung của con 6 mét thôi nhá, còn thả thì chắc là chưa thả được đâu. Thôi hẹn anh em cái video sau thả nhá. Thôi chào anh em nhá, bye bye. Đấy. Tất tật của nó gói gọn vào đây. Cuối. Chắc độ khoảng tầm bộ khung này chắc độ khoảng tầm 3 cân. 3 cân. Cộng thêm 6 nó mấy 6 đến 1 cân rưỡi không? Cân rưỡi 2 cân. Cân rưỡi. 3 cân. Đâu, bọn này 3 cân nữa. Cứt, thịt mẹ phải hơn. Cân lên không dưới 5 cân. Phải hơn. Thịt mẹ ngần này lốc mới cả che nặng trông thôi, nặng phết đấy. Đây, này, trao trả cho đội từ Tây. Đội từ Tây không làm gì được.